Ok, đó, làm hình, up video lên, rồi, được rồi, xong, như vậy là cuối cùng đã xong video của mình rồi, bây giờ phải xuống dưới nhà, lau dọn cái nhẹ là đi ngủ mới được, hey. Cốc, đêm khuya rồi mà còn có người tới gọi ta, ai đó, ủa? Xin chào, cho hỏi tôi có quen không hả? Có đó. Mà không quen ngươi, ta cũng phải bắt ngươi cũng phải quen nữa. Vậy đây. Hey. Alo. À, ngươi đi vận chuyển cái thằng cái mập kia chưa? Ok nha. Nhớ là trên cái tòa tháp cao nhất nha. Ok. Rồi. Xong rồi, giờ ngươi đặt cái rương ở đây. Bỏ hộp thư vào. Giờ thì Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Ryan đây. Và hôm nay mình đã rủ qua team tụ tập ở công viên để chơi một trò chơi do mình tổ chức đó các bạn. Nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy ai đâu. Lúc 4 giờ rưỡi chiều rồi mà vẫn chưa thấy một ai ở đây. Giờ này vẫn chưa thấy cá mập luôn. Ê, đây. Ui da, đúng rồi, ui da. Ai da. Ủa mọi người thấy cá mập đâu không? Không, ủa, đúng con nghệ đâu, ê, đúng con nghệ đây rồi. Ê, mọi người ở bên này biết nay chơi gì không? Chơi gì? Trời, hôm nay ai nhúng cao nhất được 10 kim cương của em. Bây giờ chỉ có nút con ghẹ rồi đó. Ủa nhưng mà cá mập đâu cô ta? Ờ cá mập đâu ta? Cá mập đâu? Tại lần đầu tiên tôi thấy có cuộc vui mà cá mập vẫn ra mà. Nhà cá mập kế bên luôn kìa mọi người, chạy qua luôn. Đi. Cá mập ơi. Cá mập ơi. Cá mập. Ủa đâu rồi ta? Đâu ta? Đâu hey hù. Ơi. Mày có gì ở giữa nè? Ủa, sao đặt cái gương ở đây? Ở đây có gì vậy? Có một bức thư mọi người ơi. Có một bức thư. Trời ơi, chẳng lẽ cái mặt bỏ nhà đi được. Chào người quen. Mạng sống của tên phá đám này đang nằm trong tay ta. Nếu ngươi muốn bạn ngươi toàn thay trở về thì hãy đến trường đua bão cát. Ta chờ ngươi, ký tên phê ra luôn. Chạy. Phê ra luôn. Không phải, hình như Phera luôn là cái tên mà đã chơi xấu em trong cuộc đua, anh nhớ không anh Red? Nhớ. Chết rồi, bây giờ sao? Bây giờ có đi tới đó không? Hay là bỏ cái mập luôn? Đúng rồi, đi thôi. Ủa mà cái trường đua bão cát nó nằm ở đâu nhỉ? Ok. Trường đua bão cát em nhớ coi. Hình như đó là lần đầu tiên em gặp Phi luôn ở chỗ đó và nó đã thua em trong cuộc đua đó ra nè. Đúng rồi. Đi. Xin lỗi, thôi bà bây giờ qua làm máy ráp rồi nè. Mọi người ơi, mà nó tới rồi mọi người ơi. Trời ơi, Luna ơi, cởi heo lâu cũng chết là chờ nãy giờ luôn á. Hay quá. Đây, đây là đường đua bão cát hồi nãy. Trời ơi, nhiều cát ghê vậy đó. Ê, khoan. Ê. Đây là em nhớ là đàn em của Phê luôn. Chạy đi. Chạy đi. Quýnh đi. Rồi, đàn em của Phê luôn đi. Ây da, sao quýnh lâu thế? Rồi, mọi người đừng lo, đến đây tôi. Đi. Mọi người, có chơi nè, có tôi nè. Chào. Em Simo, phiên bản đúng không nghe. Ê, nó dí kìa, anh Red. Mày. Đi đâu mọi người, đi. Trời ơi, còn đông quá. Phải làm sao đây? Trời ơi, tên này tiện đâu mà thuê nhiều người vậy? Ây da, ui da, ui da, gần chết rồi. Ui da. Ây da. Kêu.
Trời ơi, quýnh bằng tay không, tao muốn chết à. Cảm ơn Luna nhiều. Đi về lấy xe chạy đi vòng vòng. Ấy da. Rồi, đi 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 đi, còn gà quất luôn. Đi 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 mọi người, đi mọi người, đừng vô trên đây nè. Trời ơi, nước nghệ hay quá. Trời tôi đang nay giờ muốn thẻ, em gọi là nứt cái giáp luôn rồi. Ok. Đây là được cua bỏ cát nè. Ý, cá mập kìa. Bây giờ thì cá mập ở đâu? Cá mập trên cái giàn giáo kìa. Trời ơi, TNT luôn. Cố cá mập lên. Đi 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 đi, mọi người đi 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 đi. Lên cú, lên cú. Đi. Ê. Phê ra luôn kìa mọi người. Phê ra luôn. Tên nát tao. Tên kia. Chào mừng, chào mừng, chào mừng. Chào mừng các người đã đến với lại ở cái trường đua bão cát này. Sao người lại bắt cóc bạn ta? Tại sao á? Bởi vì cái trận trước người đã đánh bại ta một cách gọi là không công bằng. Vậy ta muốn gọi phục thù lại cái mối ân oán này, mày hiểu không? Nhưng mà ngươi chơi xấu trước mà. Xấu gì? Ngươi đã đụng ta trước. Có đụng gì đâu kìa, ngươi thấy thằng kia không? Nãy giờ nó bắn ta không kìa. Chạy kìa. Tôi dài. Cá mập ơi, từ từ đợi tí. Bây giờ ngươi muốn gì? Hả? À, bây ngươi giờ ngươi phải đua với ta thêm một ván nữa. Nếu mà ngươi thắng thì ta sẽ cho thằng kia nó ôm đua xe. Được. Chơi luôn. Ông thua mấy chục năm rồi, ông vẫn thua, còn đợi đua đi đua lại ngoài. Đúng rồi, lúc nào cũng thua ta hết mà. Nhưng mà nếu ta thắng thì ngươi sẽ phải đưa lại cái chiếc vô địch lại cho ta. Ngươi cứ lấy thoải mái. Ta không cần nữa. Bây giờ hãy thả bạn ta ra, người ta sẽ đua với ngươi. Không, nói vậy sao được. Nói vậy người ta là cái gọi là các fan yêu quý của ta là nói ta là một người chứ không có bằng. Một người gọi là thắng gì thủ đoạn, thuộc mưu kế chứ không phải là thắng gì trình độ. Cái hiếu. Ủa chứ ngươi đang làm gì không phải là mưu kế à? Không, với thằng kia ông đang vui chết kìa. Nói không, cái đó gọi là tiếng hét của sung sướng đó. Rồi, đó nè. Người cứ vô thôi đi, chờ tao một tí. Luna Red ơi. Mọi người ơi. Sao đây em? Đây em nói này nghe nè. Bây giờ em lại với Feralun. Còn hai người thì lén đi giải cứu cá mập đi nha. Được. Okay. Đúng rồi. Mấy chuyện giải cứu thì tôi gần lắm nè. Ok. Trời ơi. Rồi. Xe đâu? Ta nói ngươi nghe nè, ngươi không thể nào mà cứu được đâu. Bởi vì trên đó nó có gọi TNT cảm biến không? Nếu không có sự cho phép của ta mà ai lên thì cái tòa thành nó sẽ đổ ngay lập tức. Chạy à. Ngươi chạy ác vậy luôn hả? Ha, à, được rồi. Nhưng mà ta sẽ không thất hứa đâu, ta sẽ đua với ngươi một trận. Rồi, được rồi. Ngươi đợi ta làm xíu. Sao? Nè, chơi thế này mới chất nè. Ra. Đó. Mẹ, chơi thế này mới chất. Chạy. Thiệt luôn hả? Được rồi. Ngươi muốn đua mấy bàn? Ta hả? Để coi, cái này nó cũng ấy, ta muốn đua 3 bàn. Ok, được. Đây sẽ là vị trí gọi là worker cho các bạn đua nè. Xin giới thiệu người mẫu siêu mẫu xinh đẹp nhất thế trần gian này. Úp vào đây. Ủa? Ở đây, đây. Yeah. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gọi là đếm ngược nha. Rồi, chuẩn bị nha. Mọi người sẽ nghe được là 3 số rồi, chạy nha. Rồi. Vậy. 3. Đô. Ây da, chạy. Trời ơi. Đứng lại. Ôi giời ơi. Bình luận viên đó. Đấy, tao đã dẫn trước ngươi rồi. Trời ơi, nhanh ba chiếc xe này. Tăng tốc rồi. Trên đường đô xuất hiện rất là nhiều thú nuôi, ví dụ như con khủng long nè. Đó. Ui da. Ô, đây là trong một tường rồi. No. Feralun đã vượt lên phía trước. Không, đứng lại. Tao phải thắng. Feralun rồi. Ây da. Ok, chơi thí sinh ra đây chơi gì?
Nhưng mà không sao đâu, tôi đâu có đấu đâu mà tôi chơi gọi là tôi là cái thí sinh vậy. Arrest là cô làm nhiều hơn để cứu em. Ông rồi đâu? Trời ơi chạy nhanh thế. Người ta đâu hai bạn rồi. Cái lái, cái rồi. Có gì cái mập nữa không? Có thằng nào? Lộn đây anh. Trời ơi tên tôi cũng quên nữa rồi. Ủa kìa, ủa tí nó ra thằng này anh. Đây, nó chấp người luôn. Ôi, tao thắng rồi, tao thắng. Cậu đi luôn nè. Thôi, 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 thôi. Ôi, tao thắng rồi, tao thắng rồi. Ê, chết rồi. Nó thắng rồi. Lẹ ơi, chạy lên. Yeah, hả? Yeah, các hộp ơi được cứu rồi. Yeah. Hay quá, tao biết là ở đâu được mà. Ê, Luna ơi, cứu được các mập chưa? Lên 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 nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Tên kia, người đã thua rồi, thì hãy mau thả các mập ra nhanh lên. À, không cam tâm. Tại sao? Tại sao? Tại sao ta đã cố tình đổ chiếc xe của ta mạnh hơn của ngươi rồi, nhưng mà tại sao? Tao vẫn thua vậy? Ha, đó là bởi gì? Chiếc xe của Ryan có tình bạn. Đúng rồi, ta có tình bạn, ngươi không có tình bạn. Nên thế. Ủa nhưng mà ta có tình yêu mà, tao có vợ rồi mà. Ai xí mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người chưa cứu em xuống mà cảm biết tiếp thì kết hoạt rồi nè. Ê ê, bấm liền đi tên kia, về ra luôn, nhanh lên. Ai? Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Có sao cái mập? Có sao cái mập? Đúng rồi. Ok các bạn ơi, mình đã cứu được cái mập thành công rồi và đã trừng trị cho Fair luôn một bài học rất là nhớ đời. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe cho mình và đừng quên nhấn cái chuông đăng ký và hãy nhớ hashtag wow team nhé. Còn bây giờ thì bye bye, đi thôi mọi người, đi về thôi.